นะบอกตัดกับมะกวนมีเมียนะบอกบีแล้วไม่เอาก็รีเซ็ตเลยจะไปเล่นเนี่ยในช่องก่อนแล้วได้เกียร์นั่นต้องมอแล้วเนี่ยไอ้หนูหมูไงแต่พี่จะพี่ชนายน่ะชอบเคียนบ่อแซ่อุ้ยโอ้ยแย่เกือบที่จะมาลำซ้ำเต้นโอ้ยจะใช้น้ำบ่อช่างไหนแซ่เลยอุ้ยโอ้ยจันจันน่ะเบื่อหน่าซ้ำโอ้ยจันไหนมือหน่าถัดไงไอ้จันเบื่อหน่าซ้ำที่ไหนน่ะช่างไหนน้ำบ่อแซ่เลยชักแต่ช่างไหนน่ะก็แห้งก็โหสิเลยเลยกี่เฉาน่ะเลยเลยกี่เฉาวะเลยเลยกี่เฉาเลยเฉาเลยเฉาช่วยเจ้าไม้แร่ช่างกี้เอาเด็กเข้ามาเลยช่างกี้ดงขุ่นมุกเลยไม่พอกี่สิไอ้ช่างกี้ดงขุ่นมุกแล้วเดี๋ยวมือเดี๋ยวย้อนนะบ่อแร่ไหนเจ้าก้อนนั่นดีเด่นเลยที่เช็ดแร่มาแร่ไหนก็ไม่ยันมาไม่น่าสนเจ้าก้อนนั่นแร่นั่นเชยมันกันซะจ้อยไม่เจ้าคงไปเสียแร่เสียคุณต้องเลี้ยงตัวไอ้ไอ้ช่างกี้ดงขุ่นแล้วมีชิ้นมีชิ้นอุ้ยก็ก็สีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้ออุ้ยโอ้ยเมียน่ะเด้อช่างมันอุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่อุ้ยแล้วแนวไหนไหนนั่นโตช่างไหนกันนี่นะสีมือสีร้อนนะอุ้ยสีมือสีร้อนนี่บ่อแซ่คงไงไอ้เจ้าคนเฉยโอ้ยนายนายนายนายนั่นตอนนั้นบ่อเฉยจะเดืองนายย้อยนี่แหละอุ้ยสุดrồi ơi là rồi ơi sao mà cái đống chắc cái nhà này nó để lâu rồi nó đang bò ra đấy nó mưa kiểu nó ướt nó đang bò ra này cái chuồng đấy lâu ngày rồi sao lại có đống ui ôi này cái ui dục mấy con to chưa ui cả mẹ cả con to chưa này đầy trứng ở trong này gì trời mưa này nó bò ra không thì có gì thì cậy ra nhỉ cái kia một cây rồi kia kia nó chui ra rồi đấy ở đây đấy ui giời ui thế nó mổ sợ quá ấy ấy kinh không mẹ nó vừa nói xong con ra nó cứ tưởng cái gì nó nhập thì đúng là vừa mổ à mổ cái tí mổ ác nha còng thế này bóng nó ra đây cắn rồi để thế cắn cho à ấy nghe nhìn thấy cái tượng con gì bồi chứ giá ê trứng này nở hết rồi này không biết được nó đang bò đi đâu mọi người kia nó chín nó rụng xuống kia rồi à rụng rồi à thối quá to mà ra cho lấy ra mượn con dao với cái búa đây cái cái búa nhá. À, cái búa. Ấy. Ý giời làm tổ trong này. Ui, làm trứng chưa? Ui, cả mẹ cả con trong này to bự. Mang cái dao ra, dao rửa. Thôi đừng vật nữa. Cái này cái hòn này vứt đây lâu lắm rồi đấy. Thế là ở trong cái đống củi mục. Đâm nó là hành cái tổ chứ chứ nó ở trong đấy. Chắc ướp. Lâu rồi nó không hảo được rồi chắc thì loe ấy chứ loe cứ không chắc củi gì mục hết rồi nó chết rồi ôi bị
bì đâu, bì đâu, có bì không? Vào cho cái bao đi. Ui, lắm chưa? Ui, rắn con nó bò ra. Kìa, nó bò ra kinh hết cả người này. Nhiều thế. Đây, bì đây. Bè đứng lùi về. Đấy, bì đấy, sợ quá. Kìa, vành bì ra. Không, nó cắn chết. Ui giời ơi. Đã chưa? Con ra. Đang bé không nó bỏ ra hết. Kìa. Đây cho nó trườn một cái bì ra. Chưa. Còn mấy con nữa cơ. Cả bố cả mẹ. Cả loài như đó. Ui giời. Kìa. Tối như nó ở trong này này. Đưa, 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 đưa bao đây. Chết được ngay ngày cộng này. Bao đây đấy. Nhà đéo thì tùm như này. Xong là bảo sao mà chẳng lắm rắn nè. Nhà cửa này. Tùm không cái gì. Không từ lâu gì kìa. Xong lấy cái đống củi mục mới rỡ đi. Qua mày tôi cộng vào. Ngay mưa nó tùm như này nó chả về đây nó làm tổ. Phát đỡ cây cối đi. Đấy. Nè. Mùi rắn trắng. Không bắt con này ra đi. Bắt con của nó lại cắn cho. Đấy. Đấy, con cao như quỷ vậy. Đấy, nhà mầm mầm. Này, chết. Nó dưới mưa chứ sao. Gần chết. Con này mà yếu thì mưa gì gió như này. Trời ơi, sao mà nó đẻ lắm thế nhỉ? Ba, một ổ thế này. Tổ rắn như này. Thế xong đống bùn mục nó không biết gì thế này. Mới dọn củi hôm qua mà kia nó ra đấy, cứ để đấy thôi. Ba. Mày không động vào, kinh quá. Ít. Đây này, nó bỏ ra này. Trời ơi. Nhặt mãi không hết con. Mấy chục con. Ui giời ơi, vẫn còn búi nữa. Trời ơi. Tắm trắng chứ. Chưa. Này mà trẻ con nó bỏ rẻ trẻ con. Thế nhón kiểu run tối. Cứ tưởng cái gì hay hay thì chạy ra rồ. Bỗng thì trẻ bị nói. Trẻ con chết thì bỏ vào kia. Sợ. Cẩn thận nó cắn cho ạ. Con này cắn vẫn độc đấy. Nó lìa trong cái này chứ không bè lấy gì ra không gì bè ra mà xem lấy bèo lấy cảnh ra thì đúng rồi. Cụ đi cẩn thận nha. Cụ đi phải để ý đấy. Cẩn thận đấy. Đèo đống ở trong này này. Ra rồi ra thì cái lọ quạng dẫm vào thì toàn. Cho nó cắn không được chứ sao. Nó cắn nó mà đi. Đi làm sao được. Đi mấy cái ngốc ngoe ấy. Kìa. Phải tìm giúp vào đấy nằm cho nó chắc chắn. Chứ khỏi bị mưa nữa. Đã về à. Chị thằng cỏ. Này. Trời ơi, vì đến vay chục con nhỉ. Ỉa đây đây. Nó chỉ nằm nhiều này nó chẳng không ỉa. Con nữa. Ôi, bảo đường chết, đường chết lại sống. Đây là ngấp ngoé trong nước mưa. Hãy chờ để ý xem có con nào bò ra ngoài không. Rậm rạp như ôi, này. Trong bèo này vẫn quá. Nó bò ra. Không.
tùm như này này. Bây giờ về đó, nó làm tổ, nó sợ. Con với mẹ nó vào bì nó ở với nhau cơ. Ý giời ơi, cái khoanh lên thì nó trông con nó đấy, kia nó đang ngói rồi. Đấy, đúng không? Bỏ người ta bây giờ treo dây vào cái bọn mày. Đấy, kia đấy, nó bỏ không chơi đấy. Đây. Bao nhiêu trứng luôn mà. Nhiều quá. Này. Nè, cối rộng rộng thế này. Thấy cái gì đó? Dây. Ôi giời ơi. Sao ngửi thấy mùi mít thơm? Thế là rụng đấy giả? Rụng đây này, tối mưa, hôm qua mưa nó rụng. Năm nay chả được ăn mít cái gì. Nó cắn đây này. Đó, bắt con của nó đấy. Đây. Về cái mùa rắn nhìn như run này. Nhìn như run ở đây. Wow, sự trông như một hổ run kinh hết cả người. Tính một chỗ thôi đi. Đang bò lốm ngốm nhiều quá. Ui giời đấy. Mẹ giữ thế rồi chứ. Con rắn hoàng giữ thế rồi chứ. Trời ơi là trời ơi. Mẹ phanh màu phải bé ra để gì. Trời ơi, kinh cái gì đấy. Ui, ôi trời ơi. Ui, con ở đấy rồi mà vẫn không có phùng mang chuyện mé để bảo vệ con, sợ quá. Mở trong nhà mà có dầu chàm. Có. Có tí. Đây, muối ta tốt, tịt chân dưới đây này. Tịt hết cả chân cả tay. Tịt hết cả người. Không. Nhiều thế thì. Thôi, cảm ơn gia chủ.